Mình thấy là thông thường thì chúng ta đến thành phố Hội An thì sẽ chơi phố cổ đúng không các bạn? Vậy thành phố Hội An có gì ngoài phố cổ không ta? Cùng Hữu làm rõ hơn về vấn đề này nha, bằng cách đi khám phá hết thành phố này. Và cuộc hành trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ bắt đầu khám phá từ vùng ven của thành phố, cách trung tâm thành phố khoảng 4 cây, rồi từ từ tiến vào trung tâm, hay chính là khu phố cổ. Chúng ta sẽ đi qua những con đường, mà mỗi con đường có đặc điểm nhận biết thú vị riêng như đường Trần Hưng Đạo, với các công trình an sinh xã hội hiện đại của thành phố như là Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, Công ty Du lịch và Dịch vụ Hội An, Bưu điện, Bệnh viện Đa khoa Hội An, Công viên Trung tâm thành phố Hội An, các trường học, vân vân. Tới con đường Phan Chu Trinh, con đường ăn uống của phố cổ, rồi tiếp tục khám phá con đường với các công trình an sinh xã hội quan trọng của thành phố trước đây, của ngày xa xưa, đường Trần Phú như là Chùa Cầu, các hội quán như Hội quán Quảng Đông, Phước Kiến, Hải Nam, Triều Châu. Ngoài ra còn có bảo tàng gốm sứ Mậu Dịch và có cả chợ dân sinh nữa, vân vân. Rồi cuối cùng là tới con đường Bạch Đằng, con đường ven sông của phố cổ, với cái view phải nói là tuyệt đẹp. Khám phá khu vực phố cổ xong thì chúng ta rời phần nội địa của thành phố để tiến sát ra biển, đến với rừng dừa Bảy Mẫu. Tại đây chúng ta sẽ khám phá cánh đồng dừa bạc ngàn bằng những chiếc thuyền thúng ngộ nghĩnh, và dành phần cuối để khám phá biển Cửa Đại, nơi tập trung hàng loạt các công trình du lịch nghỉ dưỡng hoành tráng của thành phố. Và giờ bắt đầu đi luôn đây các bạn của Hữu ơi. Đây là hình ảnh tổng thể của thành phố Hội An. Cuộc hành trình của chúng ta nhìn trên bản đồ sẽ như sau. Đầu tiên sẽ khám phá phần vùng ven của thành phố, cách trung tâm thành phố Hội An khoảng 3 cây số, rồi vào trung tâm của khu vực phố cổ Hội An. Sau khi khám phá phố cổ xong sẽ tiến sát đến biển. Trong quá trình di chuyển đó thì chúng ta có dừng chân tại rừng dừa Bảy Mẫu và cuối cùng là khám phá biển Cửa Đại. Rồi ha, bây giờ đi vùng ven của thành phố Hội An chơi trước. Một lúc sau tiến thẳng vào trung tâm phố cổ luôn. Đây chính là vị trí của hai cái hồ trên Google Maps. Nhìn nó giống cái gì vậy ta? Giống trái bầu đúng không các bạn? Bên kia có một dự án nhỏ nhỏ, được xây dựng theo hình ảnh của phố cổ. Cảnh cảnh của nó đây. Tổ đình Trúc Thính hả? Ở khu vực này có một cái nghĩa trang liệt sĩ rất là lớn. Và nó đây này các bạn. Và có thêm một ngôi chùa nữa. Ngôi chùa này có tên là Long Tuyền, có nghĩa là gồng đen hả ta. Ngôi chùa này có tuổi đời hơn 100 năm tuổi rồi đó các bạn. Cụ thể được xây dựng vào năm 1909. Ở trên chính điện có một tháp nhọn hình những đóa hoa sen, rất là ấn tượng. Đối với khu vực vùng ven này thì có lẽ đây chính là khu hoành tráng nhất đó mọi người. Nó bao gồm trường cao đẳng công nghệ, kinh tế và thủy lợi, trường cao đẳng điện lực miền Trung, và cái tòa nhà màu trắng to to là nhà hát múa rối nước Hội An. Và đối diện qua nó đó chính là khách sạn Bạch Đằng Hội An. Thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam có tổng diện tích tự nhiên là 61,71 km². Theo riêng cá nhân mình thì mình chia thành phố này ra làm hai phần, gồm phần đất liền và phần đảo. Phần đất liền bao gồm phần thành phố Hội An trong đất liền và phần sát biển, tức khu vực biển Cửa Đại. Và phần đảo là quần thể các đảo ở Cù Lao Chàm, cách đất liền khoảng 18 km². Ok, giờ vào trung tâm, nơi có phố cổ di sản văn hóa thế giới luôn nha các bạn. Đây là hình ảnh bao quát của khu trung tâm, đa phần đều là các nhà ngói màu đỏ ha. Mình tự thấy như thế này, để biết được đâu là nhà phố cổ Hội An chính hiệu, các bạn cứ nhìn vào màu sắc của các ngôi nhà. Nếu nhà nào có mái ngói màu đỏ đỏ mà hơi đậm màu, kiểu đỏ thẫm hơi đen đen là nhà phố cổ từ ngày xưa. Còn nhà màu tươi quá thì có lẽ là mới xây bây giờ, mình nghĩ như vậy đó các bạn. Để tiện cho việc tham quan khu trung tâm thì mình thấy khu này có 5 con đường chính. Đi hết 5 con đường này thì coi như chúng ta cũng gần như đi hết phố cổ rồi đó các bạn. Lý Thường Kiệt, rồi sau đó vòng qua đường Trần Hưng Đạo, rồi lại vòng lên đường Phan Chu Trinh. Tương tự như vậy chúng ta sẽ tiếp tục chạy qua đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, rồi tới con đường trong cùng, con đường ven sông, đường Bạch Đằng. Rồi ha, chắc mọi người đã hình dung được rồi đúng không? Giờ tiếp tục bách phố, dạo phố với mình nào. Đường Lý Thường Kiệt đây các bạn. Tại đường này là đường hơi xa khu phố cổ, tức là trung tâm, nên nó cũng chỉ có một vài công trình nổi bật thôi.
như là tòa thánh đường màu trắng này và khách sạn Blue chẳng hạn. Ok, bây giờ chạy qua đường Trần Hưng Đạo, thông qua con đường ngang Hai Bà Trưng. Như mình có nói thì thành phố Hội An bao gồm phần đất liền và phần đảo. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta chỉ tập trung khám phá phần đất liền thôi nha các bạn. Theo mình thì có vẻ con đường Trần Hưng Đạo là tuyến đường rất quan trọng đối với thành phố. Bởi nơi đây tập trung rất là nhiều cơ quan, nhiều công trình trọng điểm của thành phố. Và công trình đầu tiên chào đón chúng ta có cái tên hơi dài, đó chính là Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An. Tòa nhà này rất là đồ sộ nghe các bạn, và mang kiểu hơi cổ kính. Mà hình như tòa nhà này cũng chính là tòa nhà lớn nhất khu vực luôn đó mọi người. Để mình xem chút nữa có công trình nào lớn hơn không nha. Tiếp theo là cái sân tennis nhỏ, rồi tới công ty du lịch và dịch vụ Hội An. Về thành phố Hội An thì đặc điểm nổi bật nhất của thành phố này đó chính là thành phố có nhiều nhà cổ. Và những ngôi nhà này được xây dựng vào thế kỷ thứ 16 và vẫn còn tồn tại gần như nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay. Nơi đây từng là trung tâm mậu dịch quốc tế, trên hải trình thương mại Đông Tây là thương cảng phồn thịnh nhất của xứ đàn trong Việt Nam dưới triều đại của các chúa Nguyễn. Bởi thương thuyền thì Nhật Bản, Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan v.v. thường đến đây để trao đổi mua bán hàng hóa. Các di chỉ khảo cổ và các hiện vật công trình kiến trúc còn lưu lại đã chứng minh vùng đất này là nơi hội tụ giao thoa giữa nhiều nền văn hóa như là Chăm, Việt, Trung Quốc, Nhật Bản, trong đó chịu sự ảnh hưởng nhiều nhất bởi văn hóa của Việt Nam và Trung Hoa. Tiếp tục là Bệnh viện Đa khoa Hội An. Ban đầu mình tự hỏi, Hội An dù sao cũng là một thành phố du lịch có tiếng, mà sao bệnh viện đa khoa ở đây nhỏ dữ vậy ta? Mà đúng là nhỏ thật, nếu như các bạn chỉ nhìn trực diện như vậy. Nhưng mà khi nhìn tổng thể từ trên cao thì nó không hề nhỏ chút nào. Không biết mọi người có để ý hay không, dù là thành phố du lịch khá có tiếng trong nước, nhưng gần như thành phố Hội An không có nhà cao tầng nào hết các bạn. Điều này cũng khá giống với một thành phố khác, cũng có yếu tố lịch sử văn hóa, đó chính là thành phố Huế. Nhưng mà đâu đó thành phố Huế vẫn có nhà cao tầng nha, còn Hội An là gần như không có luôn. Mình nghĩ chắc là do chính sách giới hạn độ cao các công trình trong thành phố để không phá vỡ cảnh quan của thành phố Hội An. Các bạn nào có thông tin cụ thể thì cho Hữu biết ở phần bình luận bên dưới nha. Tiếp tục nè, tới tòa nhà Hội đồng Nhân dân thành phố. Nãy giờ các bạn nhìn thấy thấp thoáng công trình này rồi đúng không? Tại nó cũng khá là bự, rồi thêm cái sân được trang trí khá cầu kỳ nữa, có một chút gì đó làm chúng ta liên tưởng đến mặt trống đồng. Mấy cái công trình đen đen bên đường á mọi người, nhìn kiểu rất là xưa rồi, thì mình đoán có lẽ là một đoạn của tường thành hay đại loại như vậy. Nguyên khu này được gọi là khu công viên trung tâm thành phố Hội An, và đối diện qua nó có nhiều công trình như tòa nhà hình chữ U là trường trung học phổ thông Trần Huy Cáp. Rồi kế bên là trường trung học cơ sở Kim Đồng. Giờ nhìn lại mọi thứ, những gì chúng ta vừa trải qua trên tuyến đường Trần Hưng Đạo này nha, để chuẩn bị tiến thêm vào bên trong một lớp đường nữa và đến với đường Hoàng Diệu, Nguyễn Di Hiệu, Phan Châu Trinh. Và đây là công trình đầu tiên trên tuyến đường này. Mình nhớ mãi mãi thì nó có lẽ là xưởng dệt hay chỗ thiết kế quần áo, nói chung là có liên quan đến thời trang. Mà nhìn từ trên cao thì nó giống hình chữ C nhưng mà bị ngược. Kế bên luôn là Điện lực Hội An. Chạy một hồi thì sẽ tới chợ Hội An. Ở khu vực này có tới hai khu chợ. Chợ này mình có vào thì bên trong có bán bánh kẹo, rồi quần áo các loại. Mà nói chung thì vắng khách lắm các bạn, có leo tèo vài khách à. Còn một khu chợ nữa cũng nằm trên đường này, cách chúng ta khoảng vài trăm mét thôi, thì chuyên bán đồ sống như là rau củ quả, cá thịt. Chợ đó thì lại đông hơn nhiều, nhưng giờ mình phải qua đường Phan Chu Trinh, rồi chút mới vòng lại mới đi qua chợ đó được. Đây, tuyến đường trực diện có cây cối tươi tốt hai bên, đó chính là đường Phan Chu Trinh. Để nói một đặc điểm nổi bật của con đường này thì mình nghĩ đây là con đường với những quán ăn nổi tiếng ở phố cổ. Hình ảnh lúc này là tiệm bánh mì Phượng đó các bạn. Các bạn thấy xếp hàng đông ghê không? Mình cũng muốn ăn mà lười xếp hàng quá trời nên thôi luôn, tại mấy lần trước mình cũng có ăn rồi. Rồi tới các quán cơm gà như cơm gà Nga, cơm gà Bà Vân, Bà Bùi, quán bún Bà Nghĩa v.v. Cơm gà mọi nơi luôn. Các bạn thấy không, hai bên đường người ta xếp hàng mua đồ ăn quá trời.
Ở phố cổ, lâu lâu thì các bạn sẽ thấy một khoảng sân trống như vậy. Còn chừng khoảng 3 con đường nữa thôi, chúng ta sẽ tới con đường đẹp nhất của khu phố. Đó chính là con đường view bờ sông. Cố lên các bạn ơi! Mình cảm thấy có điều như thế này. Ở phần rìa mà hồi nãy chúng ta có đi qua thì có rất là nhiều nhà được xây dựng theo kiểu hiện đại. Nhưng từ đường Trần Hưng Đạo trở vào tới bờ sông Thu Bồn thì hình như ngoài yêu cầu giới hạn về độ cao ga thì còn có cả yêu cầu về kiến trúc của công trình nữa. Dù có nhiều công trình mới sau này nhưng nó vẫn có sự đồng bộ nhất định. Thứ dễ thấy nhất đó chính là màu sắc. Những ngôi nhà của chúng ta sẽ có hai màu chủ đạo, tường thì màu vàng, còn ngói thì màu cam đỏ. Kiến trúc có phần cổ kính và mái nhà dạng hai mái bằng ngói hoặc giả ngói. Nói vậy đó nha, nhưng mà lâu lâu vẫn có những căn nhà màu xanh dương vô cùng đặc biệt. Để chừng nào gặp mình sẽ nói cho các bạn. Ok, thêm một lớp đường nữa là đường Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú. Nếu như con đường Trần Hưng Đạo mà hồi nãy chúng ta có đi là nơi tập trung các công trình an sinh xã hội hiện đại quan trọng sau này, thì con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú là con đường có các công trình an sinh xã hội quan trọng của trước đây như Chùa Cầu, Nhà Cổ Đức An, và là nơi tập trung của rất nhiều hội quán như Hội quán Quảng Đông, Phước Kiến, Hải Nam, Triều Châu. Nghe tên hội quán là của biết người nào rồi ha. Đó là của người Hoa đó các bạn. Ngoài ra còn có nhà cổ Quan Thắng, bảo tàng gốm sứ Mậu Dịch và cả chợ dân sinh như mình có nói hồi nãy nữa. Nói chung là có rất là nhiều công trình quan trọng luôn. Đây là chùa Cầu đó các bạn. Chùa Cầu Công Công được làm bằng ván gỗ, bắc ngang con lạch thông qua sông Hoài, quay mặt về phía sông Thu Bồn. Điều đặc biệt là dù cho người Nhật xây dựng nhưng chùa Cầu lại mang đậm nét văn hóa kiến trúc của Việt Nam của chúng ta. Chùa Cầu cũng chính là hình ảnh có mặt trên tờ tiền 20.000 đó các bạn. Cùng nằm trên một tuyến đường nhưng bên kia chùa Cầu là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Còn giờ chúng ta đang chạy bên đây cầu, tức là đường Trần Phú. Mấy cái nhà có khoảng sân trống ở giữa thường là những công trình quan trọng không đó mọi người. Như công trình phía dưới chính là Hội quán Quảng Đông. Cái nhà có cái sân thượng làm quán cà phê nhìn đã không các bạn? Ở đây có món nước đặc sản được nấu bằng nhiều loại thảo mộc, cây cỏ ở Hội An. Đó chính là quán mót đó mọi người. Thì uống vô cũng thấy lạ lạ. Ngày hôm nay chủ yếu mình chỉ nhấn mạnh về quy hoạch, công trình, rồi kiến trúc cũng như cơ sở hạ tầng thôi. Mình sẽ có thêm một tập phim nữa để đi tìm hiểu về phần mềm như là về văn hóa, lịch sử, ẩm thực, cuộc sống của người dân phố cổ. Chắc sẽ là tập sau. Các bạn đăng ký kênh để xem ủng hộ mình nha. Thêm một quán cà phê sân thượng nữa. Nè, chút nữa mình quên cái vụ nhà màu xanh dương luôn. Nhìn xung quanh thì đâu đâu cũng là màu vàng màu đỏ. Tự nhiên lọt đâu vô cái nhà màu xanh. Không biết điều này có gì đặc biệt không nữa. Và tòa nhà màu xanh này có tên là Trung tâm Văn hóa Lễ Nghĩa. Thêm một cái nhà màu xanh nữa nè. Còn đây là Phước Kiến Hội quán. Tới chợ mà mình có đề cập rồi nè. Dạo một vòng với mình nào. Bên trong chợ thì bán các đồ ăn bánh trái đặc sản của Hội An như mì quảng, cao lầu, cơm gà, các loại chè, rồi bánh đậu xanh, thịt heo. À, trước chợ có một cái giếng được gọi là giếng tiên nữa. Mình sẽ nói rõ hơn ở tập sau. Còn ở bên ngoài thì bán đồ tươi như rau củ quả, thịt cá. Đối diện qua chợ, nếu mình nhớ không lầm thì đó chính là Miếu Quan Công. Hội quán Hải Nam đây các bạn. Chà, khu này toàn là nhà có mái ngói màu nâu thẫm không hay các bạn. Chứng tỏ là toàn là nhà cổ thôi.
giờ tiếp tục qua ngắm con đường gần sát sông, con đường Nguyễn Thái Học. Mấy cái chòi tre đó chính là nơi diễn ra hình thức kêu bài chòi, chơi khá là giống với lô tô ở miền Nam và nó diễn ra vào buổi tối. Các bạn yên tâm ha, nó cũng sẽ nằm trong tập sau. Rồi sau cuộc hành trình dài thì chúng ta cũng đã đến được bờ sông. Mình có coi tài liệu thì thấy để là sông Thu Bồn. Mình lúc giờ cũng nghĩ vậy. Vậy mà bữa đi thuyền cô kia bảo là sông Hùa, làm mình phân vân không biết gọi là gì luôn. Thôi thì gọi theo cách chính thống nha mọi người. Trên sông Thu Bồn thì đoạn này có cầu Hội An bên dưới. Cái cầu này được cho là cái cầu đẹp nhất bắc qua khúc sông này. Lúc mình quay thì trời mưa lớn sông nên nước sông có màu nâu vàng của đất đá, còn khi bình thường thì nó có màu xanh thẳm của rong rêu. Đoạn này buổi tối đẹp phải biết luôn đó mọi người. Khu phố cổ của chúng ta rộng khoảng 5 km² và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Quả thật là một điều rất đáng tự hào của Việt Nam chúng ta đúng không các bạn? Bên kia có mấy ngôi nhà xây mới nhưng vẫn theo phong cách của phố cổ. Mấy lần trước chưa có dịch bệnh, mình đi thì thấy người nước ngoài quá trời, nhất là người Hàn ấy các bạn. Giờ thì lâu lâu mới thấy người nước ngoài. Còn bây giờ mình sẽ qua bên kia bờ sông bằng cây cầu Hội An này nha. Cái công trình hình tròn này, nó là trung tâm biểu diễn nghệ thuật. Mà cái tên của nó thì mình cũng không biết đọc làm sao. Nó được viết như vậy này. Khu vực bên kia bờ sông cũng chính là một cái cù lao, được bao quanh bởi con sông Thu Bồn. Coi như chúng ta đã khám phá được phần nào đó về thành phố Hội An, nằm sâu bên trong đất liền. Còn bây giờ cùng mình men theo con đường Cửa Đại để khám phá phần còn lại của thành phố Hội An trong tập tin này, phần thành phố sát biển. Cụ thể ở đây là khu vực biển Cửa Đại. Rồi sau khoảng 25 phút chạy xe thì chúng ta cũng đã đến được khu vực biển Cửa Đại và đang đứng trước dự án Casa Mia, mà tên tiếng Việt của nó rất là dễ thương, Bổng Nhi. Nghe cái tên là yêu liền luôn nghe các bạn. Tổng diện tích của dự án là 15,6 hecta. Qua dự án này chúng ta sẽ đến khu vực gần dừa Bảy Mẫu, là khu du lịch khá nổi tiếng trong thời gian vừa qua ở Hội An. Sở dĩ nó có tên là gần dừa Bảy Mẫu là vì trước đây rừng này trồng bảy mẫu dừa, đến nay rừng đã phát triển hơn 100 hecta, nhưng người ta vẫn giữ cái tên đó vì đã quá quen thuộc. Đây cũng chính là nơi căn cứ địa cách mạng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong kháng chiến chống Pháp và chiến tranh Việt Nam. Nơi đây nổi tiếng với loại hình du lịch chèo thuyền thúng trên những con lạch nhỏ xuyên qua những cánh rừng dừa bạt ngàn. Vì vậy mà rừng dừa Bảy Mẫu còn được mệnh danh là Tiểu Nam Bộ trong lòng Hội An nữa đó mọi người. Hữu cũng đã có trải nghiệm ở đây, các bạn đợi xem tập sau luôn nha. Đi tiếp ra biển Cửa Đại này, biệt thự gần biển hoành tráng ghê không các bạn. Bến tàu Cửa Đại, 3 cây số, Đà Nẵng 12 cây. Như vậy là chúng ta đã tiến sát đến biển rồi. Cũng giống như những thành phố du lịch nổi tiếng khác trong cả nước, những thành phố này đều có những con đường rất trọng điểm, là nơi tập trung của hàng loạt các nhà hàng, khách sạn ven biển. Như ở Nha Trang chúng ta có đường Trần Phú, Đà Nẵng có đường Võ Nguyên Giáp,
Phú Quốc thì có đường Trần Hưng Đạo, thì biển Cửa Đại Hội An của chúng ta có đường Âu Cơ và phần trước của nó là đường Lạc Long Quân. Đường Âu Cơ là đường mà chúng ta đang đi nè các bạn. Những khu resort đầu tiên đang dần hiện ra. Phải nói là địa hình ở đây vô cùng độc đáo. Một bên là biển, rồi tới đường đi, còn bên kia kiểu như cái đầm phá vậy đó mọi người. Nếu quy hoạch đúng bài thì chắc là đẹp và đẳng cấp lắm luôn. Có rất là nhiều resort nối tiếp nhau. Đối với riêng mình thì mình đi tới khu vực biển nào là nhất định mình phải coi cát và màu nước của nó ở đây như thế nào, kiểu trong hay đục, cát có trắng hay không ấy mọi người. Và lần này cũng vậy, giờ ra biển Cửa Đại chút nha. À su lắm luôn đó các bạn, mình đang đi ngay đợt bão nên gió mạnh, sóng cũng mạnh nữa, rồi không có hoạt động nào hết trơn, trời thì ui ui tối tối nữa chứ. Do ngày mưa bão nên mình nghĩ đã làm giảm bớt phần nào đó vẻ đẹp của biển Cửa Đại, chứ ngày thường thì có lẽ không thua gì biển Đà Nẵng các bạn ạ. Mường Thanh Cửa Đại đây. Một khu nghỉ dưỡng khác có vẻ hơi cổ cổ. Lúc mình chưa làm tập phim này, mình cứ nghĩ thành phố Hội An chỉ là phần bên trong đất liền thôi đó các bạn. Mình không ngờ là nó rộng ra tới ngoài biển Cửa Đại luôn. Không những vậy mà nó còn bao hàm luôn cả quần đảo Cù Lao Chàm nữa. Còn công trình hoành tráng này là khách sạn Sunrise Hội An Resort với 210 phòng nghỉ, chia làm 3 tòa nhà chính, xếp thành hình chữ U và cao 3-4 tầng. Còn những tòa nhà theo phong cách Hội An này là khu nghỉ dưỡng Function Hội An, mà hình như nó đang bỏ hoang hay sao ấy mọi người, thấy không một ai hết. Rồi bây giờ tới dự án quen thuộc nè, mà hình như khu du lịch nổi tiếng nào cũng có nó, đó chính là Vinpearl. Theo mình thấy thì Vinpearl Cửa Đại có phần hơi khiêm tốn về quy mô và kiến trúc thì không có gì quá nổi bật. Rồi giờ tới nơi tận cùng của biển Cửa Đại luôn, là nơi con sông Thu Bồn đổ ra ngoài biển. Nơi đây có một bến tàu để đưa du khách ra Cù Lao Chàm, nhưng mà ngày hôm nay là ngày mưa bão nên không có cho chạy luôn đó mọi người. Giờ đi tham quan một chút khu bến tàu này với mình nha. Những con tàu nằm cập bến vì mưa bão. Khu dân cư Cửa Đại đây, gió lớn quá làm bạc cái camera của mình nên quay hơi bị xéo xéo ha, các bạn thông cảm nha. Mình tưởng lâu là gớt mất cái camera luôn rồi đó các bạn. Các bạn có thấy gì không? Xa xa đó chính là cầu Cửa Đại. Còn bây giờ ngắm một chút phần còn lại của biển Cửa Đại là đoạn Lạc Long Quân mà hồi nãy mình có nhắc đến. Cũng là nơi tập trung nhiều dự án du lịch khác nhau. Farm Garden Resort.
Đi đến đây coi như chúng ta đã kết thúc một ngày khám phá toàn thành phố Hội An. Thường thì chúng ta đi tới Hội An thì nhiều người nghĩ ngay đến phố cổ, nhưng mà rõ ràng là thành phố Hội An có nhiều hơn thế, như là các công trình vùng ven nè, các công trình hành chính, rồi gừng dừa bảy mẫu và cả một bãi biển cửa đại hoành tráng nữa. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, rõ ràng dù có thêm nhiều địa điểm du lịch khác, nhưng phố cổ là địa điểm du lịch quá nổi bật của thành phố Hội An, nên đâu đó làm lu mờ những địa điểm còn lại. Mình hy vọng những địa điểm kia cũng sẽ phát triển thật tốt để thu hút thêm nhiều khách du lịch, để có thể cân bằng được với phố cổ Hội An. Vậy ha, mong video của Hữu lần này có thể giúp bạn hiểu hơn về thành phố cổ biển Hội An này. Còn bây giờ xin chào mọi người. Hẹn mọi người ở những cuộc hành trình tiếp theo. Xin chào.